Còn trên khán đài thì cổ động viên của cả hai bên đã nhuộm đỏ nhà thi đấu Cầu Giấy rồi. Thi đấu tấn công đầu tiên sẽ thuộc về Thăng Long Warriors. Bóng tiếp tục được đưa cho Kim Bảng. Phú Vinh. Hai điểm đầu tiên của trận đấu thuộc về các cầu thủ Sài Gòn Heat. Cơ hội phản công cho Sài Gòn Heat, Kencho Buckley rất nhanh. Nhanh chóng quan sát thấy khoảng trống, Võ Kim Bản ra tay ở vạch 3 và 3 điểm cho Võ Kim Bản cùng với Sài Gòn Heat. Cơ hội để có những điểm số đầu tiên cho Thăng Long Warriors. Điểm cho pha lên rổ của Justin Young. Cướp bóng thành công từ Samin Swin. Samin Swin có 2 điểm cho Samin Swin. Justin Young. Cú ném 3 không thành công. Vừa rồi là field goal thứ 3 từ đầu trận. Đường chuyền rất nhanh. Kencho Buckley for the slam với một cú úp rổ quá cháy của Buckley. Vâng, một cầu thủ rất dễ để trở thành một gương mặt đại diện cho VBA mùa này với những highlight của mình. Và ngay lập tức là pha đáp trả của Thăng Long Warrior. Màn thể hiện của Samin Swin ngày hôm nay, một trong những cầu thủ sẽ là chìa khóa để Thăng Long Warrior có cơ hội hướng tới chiến thắng. Pha lên rổ tốt. Đó là điểm số của số 14 Nguyễn Văn Hùng. Nhưng cường độ ở mức vừa phải, nhưng không quá rát như những trận đấu trước. Rõ ràng là họ rất tôn trọng Sài Gòn Heat. Cú ném 3 của Võ Kim Bản và đó là cú ra tay xoạt rổ. Tình huống ném 3 thành công thứ 2 từ đầu trận của Kim Bản. Võ Kim Bản đã có cho mình 6 điểm và đang là một trong những người ghi điểm tốt nhất trên sân. Còn người ghi điểm số 1 lúc này thì chắc chắn đó là Simon Swin. Rồi thì Swin cũng đã bỏ túi 7 điểm. Khoảng trống cho Kencho Buckley với cái tay trái nhún nhẹ ra tay wide open và không có lý do gì Buckley lại từ chối cơ hội vừa rồi. Vẫn là Kencho Buckley, khoảng trống mở ra. Võ Kim Bản, Kencho Buckley và Edwin. VBA về số kiến tạo mỗi trận với 16 lần dọn gỗ cho đồng đội. Justin Young có khoảng trống và 3 điểm được ghi từ Justin Young. Và bây giờ sẽ là cơ hội để Thăng Long Warrior có thể vượt lên. Bóng trong tay của Samin Swin đã vượt qua được Kim Bản. Vẫn còn 2 điểm cho John Phil. Đường chuyền ở độ cao khiến cho các cầu thủ Thăng Long Warrior không thể cản. Và lại có thêm 3 điểm nữa được ghi. Cơn mưa 3 điểm đang được dội xuống nhà thi đấu Cầu Giấy. Văn Hùng để mất bóng rồi nhưng không, đã có tiếp ứng. Cơ hội cho một cú ném 3. 3 điểm cũng đã được ghi. Câu trả lời của Thăng Long Warrior. Chuyền của Hưng Bún, Samin Swin động tác giả. Samin Swin tiến vào giữa đội hình đối phương, không thành công nhưng có sự hiểm trợ kịp thời. Và tim in rất nhạy cảm của Văn Hùng. Samin Swin, đây là khoảng trống cho Thái Hưng. Không có 3 điểm nhưng có rebound tấn công cho Thái Hưng. Vẫn là số 7 của Warrior. Và lần này là 2 điểm được ghi. Thì từ đó đến nay anh lại không ném nữa. Và có lẽ là cũng nguội tay rồi. Trương Hoàng Trung thêm một cú ra tay nữa và lại là 3 điểm từ Trương Hoàng Trung. Đấu thì có lẽ sau chiếu này tôi muốn chia sẻ với Trung Trương rằng đàn ông thì phải lấy hết. Anh sẵn sàng có những cú ném 3 điểm thành công và số phút thi đấu nếu cứ chơi như thế này. Còn Kencho Buckley thì tất nhiên vẫn đang là một cầu thủ không ai có thể ngăn cản. Có lẽ ngày hôm nay Phil đã bảo vợ của mình là cứ thấy chỗ nào cổ động viên mặc áo đỏ thì ngồi. Vâng, bây giờ thì Sài Gòn Heat đã vượt lên. Lại là 3 điểm của Kencho Buckley. 3 tình huống ném 3 liên tiếp của Kim Bản đều không thành công. Nhưng đồng hồ đã được reset về 14 giây. Và Sài Gòn Heat lại có thêm cơ hội cho mình. Kencho Buckley. Kencho Buckley di chuyển như chỗ không người. Thành công ngày hôm nay cũng đã có khá nhiều cơ hội để tấn công rổ của Sài Gòn Heat. Rất nhanh. Không thể cản được Kencho Buckley. Cho dù vừa rồi thì Nguyễn Văn Hùng cũng đã cực kỳ cố gắng. Tỷ số 47-43, 4 điểm dẫn trước cho Sài Gòn Heat. Màn giằng co hứa hẹn vẫn sẽ cực kỳ hấp dẫn và mọi thứ đang ở phía trước chúng ta. Đặc biệt là trong bối cảnh họ phải đối đầu với Kencho Buckley. Kích ra cho Võ Kim Bản. Lần này thì Kim Bản đã thành công với cú 3. 3 điểm cho Võ Kim Bản và Sài Gòn Heat. Swin có yểm trợ nhưng vẫn bị đá một tim Justin Young. Không được, pha lên rổ không tốt của Justin Young nhưng có rebound của John Phil và đây là cú úp rổ của John Phil. Kencho Buckley cố gắng phòng ngự nhưng lần này thì John Phil đã có được điều mà anh muốn từ pha bóng trước đó, đó là một quả ném phạt lỗi điểm. Và hơn cả một tình huống N1, tôi nghĩ đây là một tình huống highlight, một highlight mà có lẽ chúng ta sẽ còn được xem lại nhiều lần ở VBA năm nay.
Đây là một tình huống sẽ giúp cho Thăng Long Warriors lên tinh thần. Swin và Dư Minh An. Vẫn là Swin. Hoàng Long, cái game sút. Và lần này là 3 điểm từ Hoàng Long. Bóng lại được đưa tới tay của Phú Vinh. Lần này thì Long Lu di chuyển ra để kèm Phú Vinh và cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Kim Bản xử lý rất hay và đó là 2 điểm cho Kim Bản. Andrew Buckley. Kim Bản 5 điểm liên tiếp chăng? Chúng ta nhìn quỹ đạo là có cảm giác bóng sẽ vào rồi. Cú ra tay quá lạnh lùng của Kim Bản. Bây giờ cũng đã là một gương mặt có đầy kinh nghiệm ở VBA. Và anh cũng đã cho thấy mình là một cầu thủ xuất sắc như thế nào. Cơ hội cho Hassan Thomas và thêm 2 điểm nữa. Khoảng trống cho Tuấn Anh. Lại là Hoàng Long. 3 điểm nữa từ Long Lu. Bóng trong tay Saigon Heat, Hassan Thomas. Khoảng trống là đây, Võ Kim Bản. Võ Kim Bản hot hand. Thì chúng ta đều hiểu là lành ít dữ nhiều cho đội bạn rồi. Không phải là một con số mà họ không thể đạt được ở chỗ này. Nếu các tay ném vẫn tiếp tục thi đấu như hiện tại. Cái chỗ lên kích ra. Cơ hội để có cú ném thành công tiếp theo. Vẫn là Kim Bản. Điều gì đây? Các bạn đã cảm nhận được sức nóng hay chưa? 6 trên 11 cú ném 3 điểm thành công cho Võ Kim Bản. Quá khủng khiếp. Chúng ta đã nói với nhau rất nhiều về sự đáng sợ của phiên bản Võ Kim Bản nóng tay rồi. Một cầu thủ mà một khi anh ta đã bước vào đường ray của mình thì không thể cản nổi. Kim Bản đã có 2 cú ném chân liên tiếp. Có vẻ như khoảng thời gian timeout của Thăng Long Warriors thực sự là hữu hiệu. Cơ hội cho một pha alley-oop. Alley-oop của John Phil. Nhưng với phong độ này của Thăng Long Warriors thì thực sự hiệp đấu thứ tư ở phía trước vẫn là một hiệp đấu rất đáng để chúng ta theo dõi. Thua khá hay. Phòng ngự tốt của Long Lu. Long Lu đang chơi tuyệt vời. Dẫn bóng phản công. Hoàng Long lên rổ thành công. Cái gì thế đây? John Phil và Buckley. Thăng Long Warriors quyết định chậm lại một chút. Sammy Swin. Cú ném ngay. 3 điểm từ Sammy Swin. Sammy Swin. John Phil ở cận rổ. John Phil rất mạnh mẽ. Và Thăng Long Warriors vượt lên. Khoảng trống. Cơ hội để không được, đó là một cú airball. Và bây giờ là Long Lu. Cú ném airball của Thái Hưng lại trở thành một pha kiến tạo cho Long Lu. Sammy Swin. Được chuyển quá hay của Sammy Swin. Và Justin Young mang về điểm số 78 cho Thăng Long Warriors. Sài Gòn Heat sẽ cần nhiều hơn. Chỉ là một gáo nước mát mà thôi. Và giúp cho Warriors vẫn đang giữ đôi chân ở trên mặt đất. Sandberg. Cú ném tốt của Anthony Sandberg. Điểm số cực kỳ quan trọng để Saigon Heat trở lại trận đấu. Cú ném của Saigon Heat thì 3 điểm không phải là một cách biến lớn. Họ sẽ thực hiện một tình huống đánh an toàn để lấy 2 điểm của Phú Vinh. Được rồi thì John Phil đã bỏ quên Phú Vinh. Và bây giờ cơ hội để lấy lại lợi thế dẫn điểm đang thuộc về các thủ Saigon Heat. Hassan Thomas. Không được, vẫn còn. Đó là điểm số cho Kencho Buckley. Dư Minh An. Hơi mất đà, vẫn còn Phú Vinh. 17 cú 3 điểm thành công cho Saigon Heat. John Phil có điểm cho số 22. 7 điểm cách biệt. Sammy Swin. Những nỗ lực của Warriors. Swin có điểm cho Sammy Swin. Warriors nói không với từ bỏ cuộc. Đây là cơ hội cho Trung Trường. Trung Trường đã bắt được bóng nhưng sẽ không thể tấn công rổ. Justin Young rất khỏe và có điểm cho Justin Young. Đồng nghĩa là cơ hội vẫn còn cho Thăng Long Warriors. Triển khai luôn từ tấn công của mình. Sammy Swin bị kèm chặt. Đã có khoảng trống. Justin Young không ném. Sammy Swin. Bóng bật vành rổ ra ngoài. Thật đáng tiếc. Và như vậy là dấu chấm hết cho Thăng Long Warriors với những nỗ lực ngày hôm nay. Một trận đấu quá hay. Quá hay. Quá đỉnh cao. Thực sự đây là trận đấu đỉnh cao của VBA.